nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái bài tập trên âm dài pentatonic. Và với cái bài tập mình cho ví dụ ở đây là si thứ, thì các bạn có thể kéo lên kéo xuống khắp thân cần đàn để bạn thực hiện bài tập này và giúp cho các bạn kết nối các thế tài pentatonic ở những cái box khác nhau, nó liên kết với nhau một cách tốt nhất ha. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn ở si thứ pentatonic ha. Si thứ pentatonic thì ngay ngang số 7 ha. 10 7 9 7 9 7 9 7 10 7 10 đó là cái box mà phổ biến nhất ha. Thì từ cái này khi các bạn tập xong, các bạn kéo xuống la thứ, các bạn son thứ, hoặc các bạn nâng lên rê mi y chang thi tài cả thật. Và ở đây chúng ta có kết hợp các kỹ thuật đánh cách dây ha. Rồi chủ yếu là internet picking hết. Mà ở đây có một cái là khi cái đoạn đầu các bạn đánh ngay cái box dễ như thế này, cái đoạn sau các bạn nâng lên thì các bạn phải dang tay rộng ra để mình kết hợp giữa hai cái thế tài của hai cái box liên kề của nó. Và bắt đầu chia ra chúng ta tập từng cái nhé. Câu đầu thì rất là đơn giản, các bạn đánh cách dây, các bạn đánh dây 6 tới dây 4, dây 5, dây 3, dây 4, dây 2 và dây 2, dây 1. Hai đơn giản vậy, chúng ta bắt đầu nha. Đó, thì các bạn nếu chưa quen đánh cách dây, các bạn dễ bị lộn tay phải, do đó các bạn hãy chú ý chậm chậm và chúng ta đánh làm sao để không bị dướng các dây chính giữa nha. Tập lại chậm nha bạn, nhịp 4-4 nha. Nhanh hơn một tí. Thì cái câu này các bạn cứ tập đến khi nào mà các bạn cảm thấy nhanh nhất tốc độ của cơ thể của bạn thôi ha. Ví dụ như vậy. Rồi sau đó chúng ta sẽ nâng nó lên cái mức khó hơn, từ ngang ngang 10 ở đây rồi các bạn. Bắt đầu chúng ta nâng lên tới ngang 14, ngang 10. Thì câu của chúng ta là ngang 14 nè. Ngang 10. Ngang 12. Ngang 10. Câu tiếp theo thì chúng ta ngang 15 của dây 2 nha. Ngang 10. Sau đó các bạn tới ngang 11 của dây 3. Ngang 9 của dây 3. Nó hơi khó một tí ha. Các bạn thấy phải dang tay rộng đúng không? Thì đây cũng là cách tập tốt cho bạn. Lại nha. Tiếp theo, chúng ta có ngang 14 của dây 3. Ngang 14 dây 3 nha bạn. Ngang 9 dây 3. Sau đó ngang 12 của dây 4. Ngang 9 dây 4. Tương tự, xuống dưới dây 4 thì chúng ta cũng ngang 14. Ngang 9. Rồi ngang 12 của dây 5. Ngang 9 của dây 5. Thì hai câu sau là sao? Nguyên câu sau của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết hợp câu 1 và câu 2 lại với nhau. Thì này các bạn có thể tập từ từ để các bạn nâng cái tốc độ của mình lên, cố gắng là đánh đúng nhịp và chính xác nha bạn. Tốc độ của mình ha.
khi các bạn tập xong rồi, cái thế tay này các bạn có thể nâng lên hoặc hạ thấp xuống để các bạn đánh. Mình ví dụ chúng ta đánh si thứ ở đây, chúng ta nâng lên tới ngày 12 là mi thứ, thì cái thế tay của nó tương tự như nhau cả thôi. Ví dụ các bạn hạ xuống rê thứ ha. Đó. Nó rất là tiện đúng không? Thì với cái bài tập này cũng sẽ giúp cho bạn kết nối được coi như là ba cái box. Box là tức là ở pentatonic chúng ta có năm cái vị trí thế tài. Thì các bạn từ cái thế phổ biến nhất các bạn tăng lên tiếp hai cái thế tay tiếp theo bằng cách chúng ta liên kết nó như vậy, thì các bạn sẽ có được cái những cái note nó nghe nó lạ tai hơn là so với chúng ta chỉ đánh vòng vòng có một cái box, một cái khu vực nhất định nào đó. Hy vọng là clip này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc luyện ngón và hiểu thêm một tí về pentatonic. Còn nếu bạn nào chưa rành về pentatonic hết thì các bạn nên xem các bài viết trước đây hoặc là clip trước đây mình đã hướng dẫn nhé. Hãy ủng hộ Đăng Khoa kênh Guitar for Freedom bằng cách like, share, comment nếu các bạn thấy hữu ích. Và đặt câu hỏi, nếu các bạn có thắc mắc gì mình sẽ cố gắng giải đáp trong cái khả năng hiểu biết của mình. Hãy ủng hộ Amigo Guitar Shop, có những cái cây đàn cũng rất là chất lượng ha, giá cả cũng rất cạnh tranh. Và nếu các bạn nào có đam mê guitar điện, muốn học các kỹ thuật cơ bản của guitar điện thì hãy tham gia cái khóa học của mình. Các bạn có thể xem chi tiết trong cái link trong cái phần comment đầu tiên nha. Thì khóa học bạn mua một lần học trọn đời, và mình cam kết rằng là các bạn sau quá trình khoảng cỡ 3 tháng là các bạn có thể nắm vững được cơ bản các kỹ thuật guitar phổ biến trên thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.